Trứng luộc khoáng luôn. Ô hay nhờ. Quá đặc biệt ạ. Dạ. Mình thử thì ngon lắm. Này nhiêu chục chị? Dạ 50 ngàn một chục, anh mua mấy quả cũng được. Tính 5 ngàn một quả. Mới nhỉ, lạ hấp dẫn nhỉ. 70 độ C ạ. Dạ, 70 độ C. Nước khoáng tự nhiên. Nước khoáng dạ. Tự nhiên. Cái này là nước khoáng tự nhiên, nhưng mà mình phải sụp thêm hơi nóng vào. À, chấm màu chín. Ăn gì khác chúng thường không chị? Cái chuyện có lạ đúng không? Em quay mà. Sáng em mất 120 đô đây chị biết được. Cái nào đẹp chị em? Khác này lên trên này nè. Khác hả? Trên này lên xíu nữa. Xíu nữa hả? Chưa có mẫu.